Hi, xin chào mọi người. Lại là Cherry đây. Sáng hôm nay trời rất là đẹp luôn các bạn ha. Trời nắng đẹp. Các bạn nhìn vậy thôi chứ ở ngoài là nhiệt độ khoảng chừng âm 19 độ C đó. Lạnh quéo râu luôn. Thì hôm nay hai tụi mình đi lòng vòng mua sắm đồ để chuẩn bị Tết bên này đó các bạn. Đến Canada và Mỹ thì có một cái siêu thị bán hàng sỉ lớn nhất đó là Costco. Thì siêu thị này là rất nhiều người Việt đến đây để mà mua sắm gửi đồ hàng về Việt Nam. Xin chào cả nhà, mình đang ở Costco đi chợ Tết mà hôm nay đông người quá luôn. Ôi, bây giờ đi vô trong coi có chen chút nổi không? Mọi người cũng đi với mình nha. Xin chào cả nhà, hiện tại tình hình trong Costco thì rất là đông, rất là đông người. Bây giờ cũng muộn, tại vì cái thẻ khách hồi hết hạn cho nên là cái thẻ khác. Cái siêu thị ở đây bạn giống như là cái siêu thị ở Việt Nam mà Metro bán sỉ vậy đó. Thì Costco ở đây là siêu thị bán sỉ thôi. Đó, thì ở hôm nay nếu ở Việt Nam mình Metro vậy bán hàng sỉ thì bao giờ nó hơi mua số lượng nhiều nó rẻ hơn. Và ở đây là ngày gần ngày Tết là ở đây rồi thì rất là nhiều châu Á, người Việt Nam vậy đó, Trung Quốc đổ xô để mua đồ chuẩn bị Tết cho nên là rất là đông. Đó, bây giờ anh chồng mình chuẩn bị anh làm cái đổi cái thẻ mới thì phải đứng chờ ở đây thôi. Cuối cùng cũng làm xong cái thẻ rồi mọi người ơi, nhìn đây cái hình đây. Dễ thương không? Đây các bạn, siêu thị ở đây nhìn nó lớn chưa? Đông người quá trời người luôn nè. Đó. Ở đây là bán hàng sỉ cho nên là phải có toàn là số lượng nhiều không ạ. Đó. Đây nè. Oh, that's fun. Yeah, that's one. That's Let's it? Yeah. This one, honey. This kind. You pick whichever one you want. Uh-huh. Oh my God, just $10? Really? $10? Oh, this one? Per kilo, yeah. Mm-hmm. Đây thịt heo để kho tàu đây. I think too big. No, we freeze it. Yeah, I know. We take separate. This one is good, right? I think it's so. It's not so much fat. It's either this one or that one. Whichever one you think it looks better. I think this one better. Okay. Yeah. Hi, mọi người. Thì cái siêu thị Costco đó rất là đông người cho nên là làm cái membership đông quá. Tại vì chắc nếu mà đi Costco thì mình nghĩ là đi nên ngày thứ hai. Ngày thường thì nó không có bận biểu hơn. Còn hôm nay thì cuối tuần ai cũng có thời gian hết cho nên là ai cũng ra mua sắm đồ Tết này đó. Bên này thì người châu Á bên này vẫn ăn Tết đó, cho nên là giống ở Việt Nam vậy đó, những ngày mình đang cận Tết thì lúc nào cũng bận biểu hết. Thì bây giờ hai chồng mình đi về mình ghé siêu thị khác để mình mua đồ rau củ gì, bởi vì đông quá thì không thể mà chen lấn nhau được hết, cho nên là bây giờ mình về thôi. Thực sự những ngày gần Tết như thế này các bạn, là tất cả những người Việt ở khắp nơi á, thường là họ rất là nhớ nhà, kể cả mình trong đó nữa. Thì những ngày này á, thời tiết nó lạnh và nó nắng cũng nắng ấm, thì cảm giác là tuy là nó lạnh hơn Việt Nam nhưng mà cảm giác là Tết, không khí Tết nó cũng tràn ngập khắp nơi bạn ơi. Thì video của mình tới đây, mong là cái dịch bệnh này nó qua mau đi thì mình sẽ
mình và anh Matthew có cơ hội để mà về nhà thăm gia đình và ăn Tết với gia đình. Rồi chúc mọi người những ngày cuối năm vui vẻ và hạnh phúc với gia đình nhé. Video mình tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Thank you.